Morning mọi người. Hôm nay vợ của mình giờ đang ở bệnh viện. Cái nước ối nó bị vỡ nên giờ mình mới đi làm mình ra. Thì mình chạy lên bệnh viện đón vợ. Ok. Bây giờ mình quay tiếp. Thì bệnh viện hai vợ chồng mình đã đăng ký trước rồi. Nên vợ mình đang khám ở trên đó. Ok. Này bệnh viện gọi là Memorial Hermann. Okay. Đây ở trên anh mình nghĩ là gần Sugar Land với KD. Ok. Yeah. Ok, giờ mình vô chắc người ta không cho quay phim. Ok. Có gì mình check in với các bạn sau. Đây. Rồi mọi người. Giờ vợ mình được cho cái kem đá popsicle tại bây giờ là thì bây giờ là người ta không cho uống nước nữa, tại vì nếu mà đau đẻ, thí dụ mà đau quá mà ói á thì sẽ ra rất là ói ra nhiều nước, cho nên người ta không có muốn mình những người bầu chuẩn bị đẻ mà uống nước nữa, chỉ được giống như ăn nước đá, đúng không? Đây xí nước đá thôi, hoặc là kem đá vậy nè, popsicle vậy thôi. Giờ là bà xã mình mới chích thuốc thuốc gì em? Thuốc tê làm tê chích vô sống lưng á. Đây, đây là cái máy này. Nó vô sống lưng cho đỡ đau. Tại nãy giờ đang có cái thuốc để kích cho nó đầu đẻ để đẻ lẹ hơn. Thì bác sĩ nói cỡ 5 giờ đẻ. Bà xã có gì nói không? Tươi lắm, của phim đồ. Này là cái nồi. Ừ, nồi quay em không cho anh, không kể được đây. Anh đói bụng mình được đồ ăn, được cảnh, cá, được cà phê, được gấu kìa. Này là cái nồi à, lúc mà đẻ xong thì để em bé anh đây. Cái này có mấy ít. Cân với cái nồi thì à, cái cân vừa cái nồi. Đạp mà. Cái cân vừa là cái nồi luôn mà. Xí. Rồi có mấy ít ở trên này xuống cho em bé ấm. Đây là cái phòng đẻ. Bà bác sĩ bà đâu có biết mặt ông Nguyên đâu. Bà đâu biết đâu. Bà chỉ biết mẹ thôi. Sao hôm nãy bà hỏi á. Mẹ chồng tao là for sure. Lần đầu bà mới thấy bố. Is the light all right for you? Or? Listen just a second. Yeah, we'll need a stool though. Yeah. Here's placenta. Okay. Okay, the placenta is going. Same thing, Mom. I'll be on the 9th at 8:57. Give my gown. Okay, it's all right. He's a fighter. Leave that, sir. Yes.
33.50 grams. Did you take the picture, Daddy? That's in grams. Cục diện của tôi hôm nay đi về nha. Cục diện của tôi hôm nay đi về nha. Trời ơi, con mình để nó, mình thấy nó đẹp quá chừng thôi. Đi về. Nơi trời nắng đẹp, hơi lạnh. Outfit của David đi về nha. Em ấy đã lo đi rồi.